Ngay ở phút thứ ba, Verga có cơ hội đối mặt với Mohamed Anouas, nhưng anh đã không thắng được người gác đền của Ả Rập Những cú dứt điểm sau đó của các chân sút áo xanh lá cây vẫn chưa thể giúp họ có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Nhưng sau đầu hiệp 2, Mexico đã tấn công hiệu quả hơn. Phút thứ 47, Luis Chavez đã phạt góc từ cánh trái trước khi Cesar Montes truyền bóng dọn cỗ để Henry Martin sút cận thành khai thông bế tắc của trận đấu. Chỉ 5 phút sau, Luis Chavez sút phạt chân trái cực đẹp để nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico. Mexico dồn lên nhằm tìm bàn thắng thứ ba vào lưới Ả Rập Xút để mong tự định đoạt số phận của mình, nhưng thật cay đắng cho đội bóng Bắc Trung Mỹ. Trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, họ bị Salem Andasari chọc thủng lưới ở phút thứ 90 cộng 5 khi cầu thủ này có một pha phối hợp 1-2 rất hay. Thắng Ả Rập Xút 2-1 nhưng Mexico vẫn phải cùng với đại diện của Tây Á chia tay ôn cấp, trong khi Ba Lan theo chân Argentina giành quyền vào vòng 1-8 của World Cup năm nay.